Tiếp theo anh sẽ giới thiệu cho các bạn một cái concept nữa là slot. Các bạn vẫn hiểu là bản chất của thằng slot là vẫn dùng để truyền dữ liệu từ bên ngoài component vào bên trong component, đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Thì tự nhiên các bạn nghĩ lại vậy, thế thì nó giống prop. Bây giờ anh lấy ví dụ xong thì anh hỏi lại các bạn lần nữa nhé. Anh lấy một ví dụ như này nhé. Trước hết là về cách dùng đã. Sau đó anh sẽ cho các bạn xem là các bạn sẽ hiểu nó vì sao, sau đó anh hỏi lại thì xem là các bạn trả lời như thế nào nhé. Về cách dùng slot, anh sẽ tạo ra ví dụ số tiếp theo đi. Slot, các bạn, anh nghĩ là các bạn cũng đã đọc ở trên view rồi. View slot này. Nên là các bạn, phần nào đó các bạn cũng đã mường tượng ra được cái anh nói. Nghĩ một ví dụ cho các bạn này. Bây giờ anh lấy ví dụ như thế này này để các bạn có thể hiểu này. Giả sử anh có hai component đây, component số 1 ở bên trái này. Đây, anh có cái com 1 này, được chưa? Component số 1. Ok chưa các bạn? Nghĩ ra cũng hơi để các bạn hiểu này. Đó, tiếp theo anh có một cái component số 2. Com 2 ở đây. Và chúng ta có component số 2. Ok chưa? Nếu bài toán là prop, anh lấy bài toán là prop đi. Chúng ta sẽ có một cái prop ở đây. Được chưa? Chúng ta có một cái prop data để mà truyền dữ liệu prop data này vào trong hai component. Ok chưa? Anh đang cần truyền dữ liệu prop data vào trong hai component. Nhưng cái dữ liệu của thằng prop data truyền vào nó sẽ là cái quyết định xem là dữ liệu đó nó sẽ được hiển thị lên trong component này nó như thế nào. Đây là cái phần hiển thị cho phần sau khi truyền prop vào. Các bạn hiểu ý của anh không? Đây. Đấy, sau khi truyền prop vào. Anh giả sử là cái prop data này của chúng ta truyền vào component 2. Nó kiểm tra là nếu mà cái prop data này của chúng ta, ví dụ nó làm cái boolean đi. Boolean giá trị là true hoặc false này. Hiểu ý của anh không? Đó, prop truyền vào chỉ là một cái giá trị boolean true hoặc false thôi. Như thế này. Như thế này. Ok chưa? Nếu ở đây anh truyền vào prop component 2 với giá trị của prop ấy là true. Được chưa? Là true. Thì anh sẽ hiển thị cái khối block này lên. Các bạn có hiểu ý của anh không? Thì lúc này anh sẽ show cái block này lên. Như thế này. Và trong cái block này anh sẽ hiển thị gọi là list product đi. Nó có nghĩa là nếu truyền vào thì anh mới hiển thị list product ở bên trong này. Các bạn có hiểu không? Khi anh truyền data từ bên ngoài vào component này, một cái giá trị prop là true thì anh sẽ hiển thị danh sách sản phẩm ở trong component 2. Thì giả sử khi mà anh truyền một cái prop vào trong component 2 này này, ở component 2 này anh truyền một cái giá trị prop vào là true hoặc false. Ok chưa? True hoặc false. Nếu cái giá trị này là true thì anh sẽ hiển thị danh sách sản phẩm ở đây. Còn nếu giá trị là false thì anh sẽ không hiển thị sản phẩm. Được không? Thì bây giờ anh sẽ demo cho các bạn cái này trước đã. Quay trở lại đây này. Quay trở lại đây. Thì anh sẽ demo cho các bạn cái này trước. Đây. Đó, anh sẽ tạo ra một cái component như thế này. Đây. Slot in view này. Đây, anh sẽ lấy một cái tạm thời bỏ hết cái này đi, nhìn cho đỡ rối đã. Đây, anh tạo ra một cái component, ví dụ như là như thế này. Đây, anh tạo ra một cái component là block one. Ok chưa? Block one, và trong đây anh có một cái block one như thế này. Block one. Đó. Và đây anh sẽ để một cái gọi là list product. List product như thế này. Đó. Trong đây chúng ta sẽ có ULLI như thế này. ULLI này. Đó. LI. Đây, chúng ta sẽ có một cái prop để chúng ta truyền vào đây, bỏ mixin đi. Ví dụ anh để là ISO product list. Đó. Tai nó sẽ là bullet. Được chưa? Default thì sẽ là false. Đó. Có nghĩa là mặc định của cái thằng này default sẽ là false. Ok chưa? Thì có phải là chúng ta sẽ kiểm tra như thế này, anh có một cái div class này, sẽ là product list. Đấy, như thế này. Đó. Đây. Thì trong cái block one này này, anh sẽ gọi nó lên trên màn hình nhé các bạn nhé, để các bạn nhìn thấy này. Đây, anh sẽ gọi lên trên màn hình của chúng ta sẽ là thằng block one như thế này. Đó, và anh chạy thằng slot lên. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy là trong block one luôn luôn hiển thị danh sách sản phẩm. Các bạn hiểu ý của anh không? Nó luôn hiển thị danh sách sản phẩm, bởi vì sao? Bởi vì để nó phục vụ cho cái mục tiêu là hiển thị ra danh sách sản phẩm, đúng không? Thì sẽ là product 1 chẳng hạn như vậy. Anh lấy ra 1, 2, 3, 4 và 5 như thế này. Đây, 2, 3, 4. Và 5. Đây. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái dữ liệu của thằng block one khi chúng ta gọi, và cụ thể chúng ta đang gọi trực tiếp ở ngoài template main như thế này, template chính của nó như thế này. Đó. Được chưa? Chúng ta đang gọi như vậy. Bài toán là nếu mà thằng prop truyền vào ấy, là have a product list này, có nếu mà có thì chúng ta mới hiển thị với if ở đây. Đây, có thì mới hiển thị, còn nếu không thì chúng ta không hiển thị. Các bạn hiểu ý của anh không? Đó, thì lần thứ nhất chúng ta gọi và không truyền prop thì nó không hiển thị này, được chưa? Đây là lần thứ nhất. Lần thứ hai chúng ta gọi nhưng mà chúng ta sẽ truyền nó vào. Đây, chúng ta sẽ truyền vào thông qua cái biến này, product này. Chúng ta sẽ truyền nó bằng true thì các bạn sẽ thấy nó hiển thị. UL đây. Đây, anh chạy nó lên này. Tại sao nó không nhận nhỉ? Do anh truyền ở đây sai à? Vbin product. Đó. Ok chưa? Chúng ta sẽ truyền như thế này. Được chưa? Thì khi chúng ta truyền vào thì nó hiển thị. Thì bài toán của chúng ta bây giờ nó lại rơi vào một cây như thế này nữa. Rõ ràng là cái việc hiển thị danh sách product này này, nó đang phụ thuộc vào cái biến prop. Đây, phụ thuộc vào biến này, có đúng không? Và cái danh sách, cái thằng block 1 này này, chúng ta sẽ sử dụng nó ở rất nhiều nơi. Nhưng không phải chỗ nào chúng ta cũng sẽ chỉ giữ nguyên cái template cố định như thế này. Các bạn hiểu ý anh không? Không phải lúc nào chúng ta cũng gọi thằng block one ra và show cái hiển thị, show cái template cố định như thế này. Anh giả sử là bây giờ anh vẫn sử dụng thằng block one này ở một chỗ khác nữa. Đó, như thế này. Hiểu ý của anh không? Anh vẫn muốn hiển thị danh sách product ra giống như thế này. Nhưng thêm một điều kiện nữa. Đó. Thêm một điều kiện nữa đó là đối với ở cái chỗ block one này này, anh hiển thị ra thì anh lại cần thêm một cái gọi là sublit product ở đây nữa cơ. Sau đó lại có một cái ULLI ở đây. Đó, anh giả sử như vậy. Đây là cái bài toán mà anh đặt ra. Đó, quay trở lại đây. Các bạn nhìn thấy sao? Các bạn thêm cái sublit vào đây này thì nghiễm nhiên cái thằng ở trên này nó cũng bị thêm vào. Mà bây giờ anh muốn là thằng sublit này nó chỉ có ở cái lần anh dùng block lần thứ 3 này thôi. Có nghĩa là thằng trên này không được có, chỉ ở thằng này có thôi. Hiểu ý của anh ở đây không? Thì chúng ta phải làm như thế nào bây giờ? Nếu vẫn dùng block, bài toán giải quyết của các bạn là gì? Nếu anh vẫn muốn sử dụng cái block này cho vị trí thứ 3, nhưng anh muốn là ở vị trí số 3 thì mới xuất hiện thằng sublit. Đây. Còn vị trí số 2 nó vẫn phải là cái ban đầu của nó, có nghĩa là không có sublit ở thằng số 2 này. Mình chuyển thêm một cái prop nữa. Đó, chúng ta lại phải phát sinh thêm một cái prop nữa đúng không? Và cái điều đó anh sẽ vẫn đưa vào đi cho nó dễ hiểu. Chúng ta lại cần thêm một cái prop nữa như thế này. Có nghĩa là có sublit hay không? Sublit. Subproduct list. Đó, thì chúng ta lại phải kiểm tra ở đây. Đó, đi if else ở đây. Về if như thế này đúng không? Là nếu mà có thằng này thì nó mới show ra. Đây, thì ở thằng số 3 này chúng ta lại phải thêm cái sublit vào như thế này. Đây, chúng ta sẽ phải vbin sublit product như thế này và bằng true. Đó, lớp mình hiểu chưa? Thì lúc này nó sẽ được cái bài toán như chúng ta cần. Thằng số 2 vẫn giữ nguyên, thằng số 3. Đó. Thì câu chuyện ở đây nó sẽ như thế này này các bạn này. Câu chuyện ở đây là nếu mà bất kỳ một chỗ nào khác trên ứng dụng của chúng ta dùng thằng block này, chỉ cần có logic thay đổi một chút xíu thôi, hiển thị khác đi một chút thôi, là chúng ta lại phải cần một đống block, cần rất nhiều các prop để chúng ta check if else hiển thị ở trong đây. Có đúng không các bạn? Có đúng không? Có đúng không? Chỉ cần ở một chỗ khác thôi, ví dụ như phát sinh thêm một cái sử dụng block tiếp theo nữa ở một vị trí khác trên ứng dụng của chúng ta, nó lại muốn có thêm một cái hiển thị khác ở đây, ví dụ như ngoài danh sách sản phẩm này nó lại hiển thị ra những comment mới nhất nữa chẳng hạn, đúng không? Thì có phải là các bạn lại cần thêm phát sinh thêm một cái prop nữa để các bạn giải quyết là chỗ nào có comment thì các bạn mới hiển thị lên, hiểu không? Thì có nghĩa là bài toán là cái prop này nó sẽ bị sinh ra không giới hạn. Có nghĩa là chúng ta sẽ không biết là khi nào chúng ta lại phải thêm prop vào mỗi khi thằng block one này được sử dụng, đúng không? Và chúng ta mỗi lần phát sinh thêm một cái logic như vậy, chúng ta lại phải chui vào đây, chúng ta sửa code của thằng component này. Các bạn hiểu ý của anh không? Các mình có hiểu không? Đó, thì bài toán là bây giờ bài toán là như thế này. Bài toán là bây giờ anh vẫn muốn làm được những cái việc mà chúng ta vừa làm này, hiển thị không có hoặc là có nhiều. Đó, mà chúng ta không cần phải quay trở lại đây sửa code nữa, chúng ta không cần phải vào đây sửa code nữa. Đó, và code ở trong thằng component block one này nó sẽ không bị phát sinh nữa, cũng không cần phải prop gì nữa. Đó, được chưa? Và mỗi lần các bạn sử dụng lại cái này và muốn thêm phần template mới hoặc là extend, gọi là attach thêm cái phần UI cho cái block này, thì các bạn không cần phải đi sửa bất kỳ một dòng code nào trong đây. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái concept là slot. Ok chưa? Bây giờ anh quay trở lại đây, anh bỏ cái này đi. anh sẽ bỏ cái này đi, thì các bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của thằng slot. Đây, anh bỏ nó đi con như thế này. Đây, thì trước hết là kết quả nó sẽ như thế này, được chưa? Đó, thì thằng slot nó sẽ giải quyết cho chúng ta cái bài toán vừa rồi, và nó giải quyết như thế nào. Thì bây giờ anh sẽ định nghĩa một cái slot như thế này. Cách dùng của nó là chúng ta sẽ định nghĩa một cái slot ở trong đây như thế này, được chưa các bạn? Và chúng ta đặt tên cho nó, ví dụ như là product list. Đó, có nghĩa là nó có một cái cổng chờ ở đây, cứ đưa cái gì vào thì nó sẽ đón nhận. Ok chưa? Nên là khi chúng ta sử dụng component block này, chúng ta chỉ cần đưa nó vào thông qua một cái keyword như thế này, đó là template. Đó, v-slot như thế này, v-slot. Đó, v-slot bằng cái gì? Bằng chính cái tên mà các bạn vừa đặt tên cho slot ở đây là product list như thế này. Đó, thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có được cái gì? Chúng ta sẽ có được cái danh sách sản phẩm mà chúng ta cần cho cái vị trí số 2 mà chúng ta đang gọi cái block on này. Đây, lỗi gì đây? Để anh kiểm tra nhá, nó đang có lỗi. Đó là anh không đóng thẻ. Đúng thật. Đó, quay trở lại đây, các bạn sẽ nhìn thấy này, product list là name. Thì ở đây anh đã đưa cái product list v-slot này bằng name. Sorry, đúng là 2 chấm. Sorry các bạn, nó dùng khác đi một chút xíu. Đây, thì chúng ta sẽ lấy ra được thằng product list. Ok chưa các bạn? Đó, mặc dù là chúng ta đang sử dụng thằng block on, nhưng chúng ta vẫn đưa được cái template vào. Ví dụ ở vị trí số 3 chúng ta có thằng sub chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đưa được cái thằng số 3 này vào. Đó, một cách tùy biến như thế này. Đó, và có thêm thằng sub cụ thể ở đây như thế này. Đó, và không phải đi sửa lại code sub product. Không, chúng ta không cần phải đi sửa lại code của component nữa, được chưa? Đó, sub product 1. Đây, được chưa các bạn? Đó, và tương tự đối với những vị trí khác, nếu mà nó có extend, nó có attach thêm những cái UI khác vào thì sao? Thì chúng ta cũng sẽ không phải care nữa, được chưa? Và trong một component ấy, thì chúng ta có thể sử dụng slot này rất nhiều, sử dụng rất nhiều slot, ví dụ như là user chẳng hạn. Đó, thì chúng ta ở đây chúng ta muốn sử dụng cái block one này nhưng không dùng slot product mà chúng ta dùng slot là user. Nó kiểu kiểu như vậy, thì chúng ta cứ thoải mái đưa vào thôi. H3 user list. Đó, nó vẫn đáp ứng được cái bài toán của chúng ta. Đây, được chưa các bạn? Đây, anh đưa nó vào. Thì các bạn sẽ thấy là nó rất là linh hoạt. Chúng ta có thể user list 1. Chúng ta có thể đưa vào một cách linh hoạt như thế này và không làm ảnh hưởng đến, tức là logic của thằng component nó sẽ không bị phình lên, và chúng ta cũng không cần phải sử dụng lạm dụng thằng slot. Đó, các bạn hiểu ý nghĩa của thằng slot chưa? Thì từ đây các bạn sẽ thấy là thằng slot này nó khác với product như thế nào. Thằng slot thì nó thiên về xử lý cho thằng UI, đúng không? Attach thêm element HTML vào một component. Còn thằng product ấy, thì nó thiên về sự mặt dữ liệu, có nghĩa là nó sẽ pass vào những cái data cần thiết để mà phục vụ cho một cái logic nào đấy. Còn thằng này nó sẽ thiên về đưa vào cái dữ liệu là phục vụ cho việc hiển thị ở trên UI.